hạt điều, mà có cũng người có gọi là hạt điều hay là hột điều, cũng là một bà con. Hạt điều hay là hột điều nó cũng vậy thôi, mà không nên ăn. Cứ bởi vì nó tốt, bởi vì không nên ăn là nó gây ra ngộ độc, tăng cân, bị tim mạch, mất cân bằng dinh dưỡng, đang uống thuốc dị ứng, ngộ độc. Không ăn hạt điều sống, hạt điều nó rất tốt, nhưng mà nếu ta ăn vào mà không tốt thì nó sẽ gây ra ngộ độc, tăng cân, nó làm cho tim mạch không ổn định, mất cân bằng dinh dưỡng, đang uống thuốc dị ứng, ngộ độc. Không ăn hạt điều sống là những điều đó ta nên cấm, nên kỵ để nó tốt sức khỏe bà con nha. Chứ nếu ta ăn vào thì nó sẽ gây ra ngộ độc đối với những căn bệnh như vậy. Hạt điều nó tốt cho sức khỏe là nó giàu dinh dưỡng cho cơ thể, bởi vì nó có vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, nó làm cho tim mạch tốt, tiểu đường tốt, cơ bắp tốt, thần kinh tốt, thiếu máu, sỏi mật, giảm cân, xương tốt. Nhưng mà ăn không quá 100 gram mỗi ngày, nghĩa là tương đương với 10 hạt. Ăn 5 ngày thì phải nghỉ, ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày. Như vậy thì mới tiếp tục ăn. Bà con nha, bà con ta nhớ nó độc nhưng mà nó rất tốt. Nó độc với những căn bệnh như vậy đó. Bà con chú ý, bà con ơi. Xin chào.